làm công chúa mang gia tộc đế vương muôn đời. Và một vị hành thú này đã thoát bụi trần nhân thế, nàng chót thương cho thân chẳng dù biết là điều không thể. Người xuất gia không nói đến chuyện phù hề, ngọc đế hơn trên bay chẳng vào cung hướng nhân truyền tâm Phật. Nào biết đâu lương duyên công chúa sư đồ lại thầm thương, ngày nhớ đêm ôm mong nàng lệnh cho phá rơi để kết nối. Đời chớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa, nàng buồn hóa tâm tư đau thương phá tâm bệnh trong lòng như khóc hoa. Người mần cớ đi nơi linh thiêng mong quên đi hết nỗi sầu triền miên, để lại thấy được chàng bớt đau trong tim nàng mang. Lòng chàng đớn đau hơn khi duyên nhân gian chàng gieo vào tâm ý nàng. Người xuất gia sao yêu thương huống chi nàng lại là công chúa vàng. Tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian, chàng gieo thân sáng chẳng biện lửa chan, để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian. Lại mỗi nhân duyên đắng cay lưu truyền trần.